quy 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 đây là tay của người Ý mà không biết tại sao, nhưng mà ok. Hello mọi người, thì mình mới ngủ dậy xong rồi mình tắm rửa xong rồi thì hôm nay mình dậy cũng khá là sớm á, nên là mình khá là tự hào bản thân, giờ mới có đầu 2 chiều à. Ngủ tới 2 chiều ok, bình thường ngủ tới 4 giờ lận mà hôm nay ngủ 2 chiều dậy sớm á. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ nấu một món ăn cho mọi người. A food that is very very delicious. Dạ vâng, mời anh ngồi ạ. À, xin chào nha, xin chào. Dạ vâng, thì trước hết là cho em hỏi là anh tên gì ạ? À, mình tên là Ken Can Cook. À, vậy là anh biết nấu ăn đúng không? Không, không, mình không biết nấu ăn. Ủa, chứ tại sao cái tên anh là... Tại vì cái tên mình là Ken Can't Cook, chứ không phải là Ken Can Cook. Nó hai sự khác nhau. Trước hết thì để làm đồ ăn thì mình phải đi làm gì? Đi chợ. Thì bây giờ không ra ngoài được. Nhưng mà ở dưới nhà mình có một cái Circle K cũng gần đây. Mình đi xuống mình mua đồ ăn, xong rồi hôm nay mình sẽ chỉ mọi người làm cái món mà mình học ở trên mạng. Nha, yeah, let's go. À, ok. Mà vậy cho em hỏi là cái tập ngày hôm nay mình quay á, là tập 1 trong một cái series mới đúng không ạ? Thì cái series này là cái series mới trên channel của mình. Thì series này sẽ mang tên là nấu ăn hay là nấu đổ. Tại sao lại là nấu đổ? À, đổ không phải là giá, không phải. Nấu ăn nấu đổ ở đây á, là bình thường mình nấu là ăn được đúng không? Thì gọi là nấu ăn đúng không? Nhưng mà nếu mà nấu không ăn được thì làm gì? Đem đổ thì là nấu đổ. À, ok ok, em hiểu rồi. À, thì cho em hỏi là lý do tại sao anh lại chọn bắt đầu một cái series mới trên channel vậy? Anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu ạ? À, thì cái lý do mà mình muốn làm cái series này ngày hôm nay á, là tại vì hôm nay mình thức dậy rất là sớm. Mình thức dậy siêu sớm luôn. Giờ mới có đầu 2 chiều à. Cho nên là mình cảm giác là khỏe khoắn, cảm giác là mình muốn làm một cái gì đó nó mới trên channel, cho nên là mình quyết định mình nấu ăn. À, vâng vâng. À, cho em hỏi là trước khi chúng ta quay tập nấu ăn ngày hôm nay á, thì đầu tiên là anh sẽ phải làm gì ạ? À, thì trước hết, trước khi chúng ta bắt đầu vào việc nấu ăn á, thì chúng ta phải đi kiếm nguyên liệu. Thì nguyên liệu quan trọng của ngày hôm nay á chính là tteokbokki và mì, và trứng, phô mai với lại bơ nữa. Thì đây là hai cái mà chúng ta cần mua. Thì cái này là mình mua cái tteokbokki phô mai nha. Nhưng mà nếu mà mọi người, thiệt ra là tteokbokki nào cũng được, chứ bỏ gói phô mai đi chứ xài tteokbokki không á. Nhưng mà mình cần cái hộp này tại vì nó sẽ vừa với lại, nói chung mọi người sẽ hiểu rồi. Đây là hai cái duy nhất cần mua thôi. Nhưng mà mình nó hơi bị anticlimactic hơn mình tưởng nha. Mình tưởng là mình sẽ làm một cái intro như là compilation mình mua đồ kiểu. Nhưng à vậy chỉ có hai món nên nó hơi bị anticlimactic. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ qua tới bước nấu ăn. Nhưng bây giờ mình không thể mặc như này nấu ăn được. Mình sẽ thay đồ ra. Đợi xíu. À, thì cho em hỏi một cái nữa là khi mà cái quá trình anh nấu á, thì trong bếp nó sẽ có rất là nhiều những cái dụng cụ bếp mà anh chưa từng thấy bao giờ hay là anh chưa từng đụng tới á. Thì nếu như mà anh gặp những cái chuyện nó xảy ra như vậy thì anh sẽ làm gì ạ? Thì trong lúc nấu ăn á, tại vì bình thường như mọi người thấy trong tên của mình á, mình là Ken Can Cook đúng không? Cho nên là mình không vào bếp nhiều, không nấu ăn nhiều. Cho nên là sẽ có rất là nhiều thứ trong bếp mà mình không biết. Đầu tiên á, thì mình theo mình nhớ hôm bữa, công thức hôm bữa là mình sẽ nấu cơm trước. Nhưng mà không có cơm chưa ta? Chưa có cơm. Từ từ. Thì khi mà mình không làm được như vậy á, thì mình sẽ gọi một người. Một người này có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn. Mẹ ơi, cái nồi nấu cơm đâu rồi? À, yes, ha. Mình vô bếp nhiều lắm cho mọi người. Gạo ở đâu mẹ? Ở đâu? Mày để đâu rồi? Đây phải không? Damn, ok, đợi xíu nha mọi người, mình đang lấy gạo. À, mình là một đầu bếp đã được huấn luyện rồi nha mọi người, ok chưa? Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ thêm nước vô. Ken Can Cook. Thì như lúc đầu series này là nấu ăn hay nấu đổ, là nấu rồi ăn được hay là nấu rồi đem đổ. Chúng ta sẽ tìm thấy trong vài phút nữa. Thì bây giờ sau khi cơm đặt xong, chúng ta sẽ đặt cơm vào nồi. Đây, chúng ta sẽ đặt cơm vào nồi thì hơi ít gạo, nhưng mà tại mình không xài nhiều lắm cho nên mình sẽ đóng nó lại. Xong rồi mình sẽ cắm điện. Ok, thì trong lúc đợi cơm nấu, khoan bấm chưa ta? Mẹ! Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tới sử dụng tteokbokki. Thì đầu tiên á, mọi người phải đun nước. Chúng ta sẽ đợi nước đun. Yeah. Thì á, mình sẽ xài tteokbokki phô mai nha. Nhưng mà chúng ta trong công thức này chúng ta chỉ dùng tới tteokbokki thôi. Chúng ta không dùng phô mai. Cho nên là khi mở này ra, mọi người nhớ là chỉ lấy tteokbokki ra thôi nha. Cái hộp để lại nha, mình sẽ xài cái hộp này á. Mình sẽ cần chắc một cục mì đó, không nhiều đâu mọi người, một cục mì thôi. Ý thường công thức này chính của nó không có phô mai đâu. Nhưng mà mình muốn sử dụng phô mai nữa nó sẽ tốt hơn. Bơ đâu? Đây, bơ để. Xong tiếp theo là chúng ta sẽ cần một trái trứng. Yes. Đây, cái bịch sốt cay của mì cay vào nha mọi người. Cái mùi nó cay vẫn lèo. Very beautiful, very very beautiful. Nước tương. Thì hai muỗng nước tương xong đúng không? Chúng ta sẽ tới một muỗng dầu hào. Đây, dầu hào nha. Bỏ thêm hai muỗng đường vào, một muỗng đường.
hình như cái đó giống như hai muỗng đường của ta, một muỗng đường rưỡi. Ok, sau khi mà chúng ta bỏ nó vô rồi á thì chúng ta sẽ khuấy nó lên đó, ta sẽ khuấy nó lên thì nó sẽ ra cái màu này. Thì khi mà mình làm vậy á thì cái tương cay của này nó sẽ bớt cay hơn, cho nên là nó sẽ ok hơn. Thì mọi người thấy cái màu nó đỡ bị đặc hơn không? Ui mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, sao nó lại vậy vậy? Thì không? Nó đang sôi mà sao mà nhìn nó giống thằng cháo ở nơi luôn á, đúng không? Con bỏ mất nhiều quá. Vậy hả? Bớt nước rồi hả? Đó là lý do tại sao mẹ mình vẫn ở nhà, và chỉ có một trong hai lý do tại sao mà mình hay đặt đồ ăn thôi. Một là mình nấu và không ăn được, hai là mình nấu là không ăn được hết cho mọi mình. Vậy thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ, thì cái tô bút kia này á, chúng ta sẽ cho vào cái hộp này. Thì cái lý do mà mình giữ cái hộp này á, là một hồi khi mình bỏ này vô, mình bỏ mì, xong bỏ cơm vô ha. Mình úp nó ngược lại, xong mình shape nó, xong mình rút ra thì nó sẽ hình một cái ống trụ lên. I will cut this and I put this inside the tteokbokki. Để mì vào, một cục nhỏ thôi, không nhiều. Đây, cỡ như đây, xong mình bỏ vào đây, tại mình sợ nó bị nở nhiều quá. We gonna put in some hot water. Bây giờ để cho nó nở ra, thì trong lúc đợi nó nở ra mình sẽ đổ cái tương này vô trong này để nó có cái màu cay cay thì mới ăn ngon. Nhưng mà hình như mình cho hơi nhiều nước cho nên mình sẽ bỏ thêm mì vào. Không đo đếm gì á. Nếu mà mọi người không biết thì mẹ mình vẫn đứng sau camera mình nhìn mình giám sát mình kiểu là nó có làm cháy nhà hay không đây á. Ok, xong mình sẽ đổ cái tới cái tương đen, tương đỏ này vô. Đây. À, thì đây là cái khi mà mình đổ vô thì mình sẽ đợi nó nở ra, xong rồi mình sẽ bỏ nó vô trong lò vi sóng trong vòng 2 phút. Thì yeah. Mà có bị cho nhiều nước không mẹ mới nhìn không? Nó còn nở ra nữa, lại đặt đi để nó hết nóng vô. Ok, thì chúng ta sẽ để tteokbokki này qua một bên để cho nó nở ra. Thì trong lúc nó nở ra, chúng ta sẽ check xem cơm như thế nào. I like Mr. Oh my god, mẹ nó nở bong bóng quá sao không mẹ? Cái tteokbokki phô mai nè, nó nở rồi thì việc tiếp theo mình phải làm á chính là sẽ đổ lên cái chảo. That is what we're going to do. That's right. So please understand what I'm doing here. I'm cooking. Cái bộ đồ này mình mua trên Shopee với mọi người, nó siêu rẻ luôn và nó siêu đẹp luôn, mình siêu thích nó luôn. Mình mua lóng rồi mình chưa có dịp xài, thì hôm nay series này là series xài cái này. Mọi người có thích series này thì mọi người hãy để một like, một share, một subscribe cho mình. Thì giờ mình sẽ bỏ một miếng phô mai vô đây cái đã, xong rồi mình sẽ đổ vô, mình bỏ vô lò vi sóng trong vòng 2 phút, mình sẽ lột miếng phô mai này ra. Đó. Sau đó mình sẽ bỏ nó vô đây. Xong sau đó thì mình đã bỏ miếng phô mai vô đây. Nó hơi lú một xíu nhưng mà mọi người đừng lo, nó sẽ rất là ngon. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vô lò vi sóng. Hello, this is me. Xong sau đó chúng ta sẽ bỏ nó vào lò vi sóng. Ok, xong. Thì nhiệt độ mình để trung bình nha. Mình sẽ dẫn này qua 2 phút. Tầm đó nó không lên. À, chưa cắm điện. Ta-da. Ok, thì trong lúc mình đợi cái đó thì mình phải đợi cái đó xong mình mới nấu tiếp được chứ. Nên là mình sẽ đợi cái đó. Mình vừa nghe một tiếng ping đến từ lò vi sóng. Mình đang nằm trên ghế sofa. Mình kiểm tra coi là nó đã chảy phô mai chưa. Ủa sao sao nằm thuốc mà mình. Chúng ta sẽ để nó bên này. Đó, nó chảy phô mai rồi, đỉnh 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 đỉnh. Cái phô mai nó chảy ra, mặc dù nó nhìn hơi ghê nhưng mà stay with me guys, stay with me, stay with me. Ok, next up, chúng ta sẽ đổ cái này lên đây để nấu lên, xong rồi đổ cơm vào lên đây. Thì let's go. Đó, để cho nó nóng cái này lên, chúng ta sẽ bỏ bơ vào. Gonna use a cooking knife, lads. Ta sẽ cho tí bơ vô để cho nó chảy ra kiểu, xong ta sẽ đổ tiếp cái này vô đây. Xong rồi ta sẽ xào đi xào lại cho đến khi nào mình nước trong đây nó bốc hơi gần hết. Rồi ta sẽ bỏ cơm vào. Thì một cái nữa là trong cái quá trình mà anh quay tập 1 ngày hôm nay á, thì có cái khó khăn nào mà nó xảy ra nó khiến anh phải hoảng không? Thì trong lúc mình nấu cũng có nhiều thứ xảy ra lắm. Vậy ta sẽ đợi cho cái này nó đủ nóng, nó sôi một hồi nước cũng hơi hết. Còn lại tteokbokki với lại mì thôi, mình sẽ bỏ thêm cơm vô. Nhưng mà cái điều mà mình làm mình hoảng nhất á, chính là cái khúc vừa gần cuối á. Cảnh đó là cảnh nó quay ép cơm như cái hộp. Thì lúc đó mình nói quá nói luôn. Mà tại vì nói xong cái, tại vì mình lúc nay mình đang tâm huyết hay không, cái là diễn tả mọi người thấy là mình đang làm cái gì á, mình đang tâm huyết xong là mình ấn rồi mình giải thích với để đó luôn, nhưng mà rốt cuộc là quên mà mic, xong cái là không ghi âm như được. À em cũng vậy, em cũng hay quên mic đi qua, em hay quên mic hoài. Rồi sau khúc đó là chiên trứng nữa, là dầu văng rồi tùm lum la, rồi nó dầu nổ rồi văng phỏng rồi tùm lum hết. Nhưng mà mình không có nó sẽ bị anti-climatic á, là tại vì kiểu như là nó không có âm thanh á, cho nên là nó bị kỳ lắm. Nhưng mà khúc đó là mình hoảng nhất, còn lại là mọi thứ bình thường. Câu hỏi cuối cùng em có cho ngày hôm nay đó là anh có nhắn nhủ gì với những người xem của tập 1 của ngày hôm nay không ạ? Thì sau cái tập ngày hôm nay thì mình cũng chỉ mong là mọi người sẽ thích tập mới của series mình, và
Hy vọng là mọi người sẽ đón xem tập những tập tiếp theo, cái kiểu like, share, subscribe, cái kiểu vậy. Rồi vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn. Mẹ. Ngon không? Đỉnh không? Thơm không? Thơm quá ha. Hơi bị đỉnh. Này có cộng cộng ngò rắc lên, để lên cho nó đẹp. Xong rắc tiêu chưa, lên. Chưa rắc, để xíu, để xíu. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thử sản phẩm. Thử sản. Đây là món mà mình đã học được trên mạng và mình đã nấu xong. Bây giờ mẹ mình với mình sẽ ăn thử. Đây là chuyên gia nấu ăn nha. Còn mình là chuyên gia phá hoại. Chỉ có một là mình nấu mình ăn được, hai là mình nấu không ai ăn được hết. Mời mình. Không đâu cách nhau đâu. Ok, mời mẹ ăn trước. Là bây giờ bắt đầu thử sản phẩm của Khang Ken Quốc. Thẳng từ trên xuống phải không? Đúng rồi. Đó, mẹ phải ấn nó xuống đúng rồi, ấn xuống đi. Xong. Đó, một tí cơm vô nữa. Đó. Nhờ thử. Thấy sao? Thiếu dùng, thiếu giờ bị dùng. Được. Được, what do you mean được? Nhưng mà hơi cay, cay hơi, quá. Hơi cay đúng rồi, tại con này xài sốt cay á. Cay lắm không? Không, đối với mẹ thì không cay lắm. Nhưng mà đối với mẹ không cay lắm mà. Ừ. Ồ, vậy là mẹ ăn cay nhiều luôn á. Mà ok không, ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Lạ, nói chung là độc lạ. Độc lạ, đỉnh, thiệt ngọt trên mạng á. Ừ, nó khác với món truyền thống. Ừ, mẹ có thấy tự hào về tài năng nấu ăn của con. Vậy là mốt khỏi ăn cơm đúng không? Khỏi nấu cơm, mẹ khỏi nấu cơm. Thì con chỉ biết nấu như đây thôi. Ok, mẹ đi tới mình thử rồi. Đầu bếp mà không thử món ăn của mình là không được. Thì mẹ ăn bằng muỗng, con sẽ ăn bằng nĩa. Nó hơi không đẹp nha mọi người. Nhưng mà dù gì khi mà vô bụng mình thì nó cũng bị chia ra hết. Cho nên là ăn kiểu gì cũng vậy thôi. Đó. Ở trong đây có tteokbokki, có mì, có cơm, rồi có tí tư cây, có phô mai với lại dầu hào, nước tương là hai muỗng đường. À, phô mai hả? Ừ, phô mai. Mà không có dưa cà gì hết hả? Không, không dưa cà. Kim chi cũng có luôn. Không luôn. Món này của nước nào? Không có nước nào, rồi anh mẹ không? Được. Không ạ. Ngon ha. Ok đúng không? Tại nước tteokbokki đúng không? Dai dai nữa. Tại vì có mì vô. Hồi nãy mặc dù là mình bỏ tteokbokki ít, mì cũng ít, cơm cũng ít, nhưng mà ăn rất là no. Tại nó có 3 tinh bột ở trong lực. 3 cái tinh bột, phần là mì, cơm với lại tteokbokki nữa. Giờ là món này khá là ngon. Dạ, yeah, cảm ơn mọi người đã xem video này. Like nếu các bạn thích và share, subscribe và comment ở dưới nếu mà các bạn muốn mình làm thêm một tập nữa của nấu ăn hay nấu đổ. Dạ, yeah, bye mọi người và hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Bye.